Đây, cắt được một cũng đến nè, một xe này cho nó xe dư. Mít tòng, mít tơi không chứ mít già có mấy. Ok, cảm ơn bà con trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Thì hôm nay tiếp tục lại chia sẻ bà con mình cái vấn đề mít Thái nha bà con. Đây thì ở nhà tới lưới mít nữa rồi. Thì bắt đầu mình lái với ông anh đang cắt ở ngoài vườn các bạn. Mình thì chuẩn bị xe để hồi để cho chợ mít vào nha bà con. Đợt này chắc cũng ít thôi, chưa được nhiều lắm. Tại mít còn đang nhỏ nè bà con, chưa có bự lắm nha. Chỉ có một số ít là được trái bự thôi. Rồi sẵn đây nhà thu hoạch mít thì sẵn luôn tiện cập nhật cái giá mít cho bà con mình biết nha. Hôm nay thì ở địa phương mình hôm nay giá mít nó lên đột biến bà con. Đây là cái hiện tượng hơi bà con ở nhà vườn rất là vui nha. Hôm vừa rồi á thì cách đây một ngày, hai ngày thì cái giá mít nó chỉ còn có 36-37 ngàn ký bà con. Nhưng hôm nay là giá mít nó lên được, tăng giá khoảng được 10 ngàn một ký nha, thêm được 10 ngàn một ký nữa. Hôm nay là ngày 23 nha bà con, 23 tháng 9. Giá mít tại Hậu Giang là mít lộn 1 hôm nay là 47 ngàn nha bà con. 47 ngàn bà con thấy rất là vui nha. Tại vì bình thường nó chỉ tăng giá chỉ 2-3 ngàn một ký thôi, nhưng đợt này tăng giá đột biến nha. Cách một ngày lên được 10 ngàn một ký luôn, mít lô 1. Đấy thì nay ở vườn thu hoạch mít xong rồi cập nhật cho bà con mình biết cái giá luôn. Giá loại 1 là 47 ngàn nha. Loại 2 là 37, còn cái loại 3 là nó 27 ngàn bà con. Giá lên rất là nhanh. Bà con mình cũng, các nhà vườn ở đây rất là vui rồi. Tại vì hiếm, ít gặp lắm bà con. Cái nó sụt giá thì nó sụt nhanh thật á, nhưng mà lên giá thì lên chỉ vài ngàn thôi. Nhưng đợt này mới hôm qua với hôm nay mình đã lên tới, tăng vọt 10 ngàn một ký tôm mít lô 1. Làm cho nhà vườn ở đây thì rất là vui. Thì hôm nay sẵn đi ra thu hoạch mít luôn. Đang thu hoạch này, sẵn là mình quay cho chia sẻ bà con mình xem cho vui nha. Lái đang xuống tí này hay gì nè. Vườn của mình thì chưa vào thu hoạch gỗ nữa bà con, chỉ lai gai thôi. Ồ. Hết đó hả? Rồi được chắc là chục trái à. Nứt nó trời. Rồi. Muối 1. Hên quá đường trái. Tự nhiên qua vậy mà hôm nay lên 47 ngàn đó trời. Thì bởi vì nó lên đợt này lên đột biến không? Có trái nào chín thơm dữ ta? Lên đi dễ đi lắm. Một ghe luôn mà. Mít lộ 1 chắc cũng không được nhiều đâu, tại vì thấy trái này vậy chứ đầu mùa này. Đó, lái đang đi cắt nữa kìa, mình đang trong này đợi anh tí xíu nữa. Đấy, nhưng mà con biết đó, cái giá lên đột biến á. Hôm qua 37 ngàn, nhưng hôm nay thì nó là 47 ngàn, tăng 10 ngàn một ký. Nhưng mà con biết đó, cái giá này hồi trước giờ rất là hiếm mà, rất là ít gặp. Ăn cắt đằng kia, mình chưa, không có cầu, không có đi qua được, không có cây qua đấy. Đây là những cái vườn mít-tơ của anh em tôi đó bà con. Ta trồng được 2 năm rồi. Ở phía bên dưới thì ở đây anh em tôi có trồng sang thêm cái khoai mì á, cây mì này. Đây này bà con. Có cái trồng cái mì này để cho mình chăn nuôi dế bà con. Đấy, tận dụng thêm cái diện tích đất phía dưới. Xem đang cắt đằng kia. Thấy hôm nay cũng được hơn chục trái rồi bà con, nhưng mà cái mít thì mít tình hình chất lượng thế nào chưa biết nha. Mình trồng cái giá hôm nay nó lên được thì rất là bà con nhà vườn rất là vui, giá mít tăng đột biến. Mít tơ này cũng hơi hồi hộp phải không? Sao đen không? Hộp vậy hư trơn rồi nè. Thúi trơn rồi nè. Cây á. Cái kia thì nước làm hai. Chống đi luôn đi. Chạy một ghe nhưng mà hai người muốn xuống đường ghe. Từ đây qua tới Đồng Tháp cắt được nhiêu đó. Chạy sáng giờ hả? Đi 4 giờ đó. Đi về gần 200 cây số. Sợ quá trời sợ rồi. Chắc đi. Tới lứa cất hay cắt gì phải không? Cái này chắc cả tháng nữa mới có nhiều á. Hay lai gai. Đó. Đây một xuồng. Cắt luôn đi. Giặt luôn đi cho nó chắc. Cái này không có đen, cái này mua mít gì nè. Bỏ giặt mặt này. Vậy hả? Bộ này mày dám không giặt mặt không quá. Coi à. Cái này ngon tí hả? 10.000 xô. Nước sâu thúi bỏ ra. Hên xui gì phải không? Nhìn là biết rồi, quen cái nhìn biết mà. 10.000 trái này 10 kg đi, 100.000 nếu mà dạ không xe đen là được 300. Được 200 mấy. Thử coi, 200 mấy không? Rồi. Ngon. Một trái 200 mấy. Cắt xuống dao nó đen luôn. Cái dao nó đen rồi không? Cái dao nó đen. Mấy... một nhất điểm từ trái luôn phải không? Lên những giá đợt này lên bất ngờ phải không? Cách ngày lên 10.000. Đấy, cắt được một cũng đến đây một xe này cần nó xe dư. Mít tơ không chứ mít già có mấy. Bòi bên đây nè. Mày thử hổng đó hả? Bệnh đen. Đường hen là đang hư. Cái này là cái gì? Nơi cũng sườn tới hồi giống còn. Hai ba trái sườn muối thôi. Nhưng mà trái này mít đạt hết rồi, nhất không quá. Dư ký không? đét. Bít đét là tét không? Không biết gì tét hết. Cho nó bít banh chành. Trong cái gọc, trong góc đó. Nước nào không có thượng này ha. Không có đèn không? Còn đâu nữa không? Rồi, trong này hết rồi. Đi luôn. Làm tài xế luôn. Mấy triệu bạc mà hết hơi, xe hết hơi luôn. Ok, cập nhật giá mít xong cho bà con rồi nha. Giờ anh em tiến hành để cân thử mít đi bà con. Cảm ơn con theo dõi nha.